Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vina Organic. Chắc các bạn cũng đã biết món bánh ống gạo mang đậm hương vị tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt. Bánh nóng để đường dừa động phộng thơm ngon giòn béo đây một bịch mười ngàn. Trong những năm gần đây, món ăn vặt này dần trở nên phổ biến hơn, dễ dàng tìm thấy trong các cửa hàng hay là siêu thị. Để làm ra những món bánh ống gạo giòn tan như thế này, thì chắc chắn không thể thiếu chiếc máy nổ bánh ống thì ngày hôm nay Vina Organic xin giới thiệu chiếc máy nổ bánh ống gạo 10HP ngay bên cạnh Vi đây Giúp bạn có thể làm ra đa dạng chiếc bánh ống gạo ngô với nhiều màu sắc khác nhau nhưng mà vẫn đảm bảo chất lượng bánh đồng đều Và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cấu tạo, đặc điểm và cũng như là tính năng ưu việt của chiếc máy này nhé Trước khi bắt đầu các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn nút thông báo để theo dõi những video hữu ích nhé Điều đầu tiên chúng ta có thể quan sát thấy rằng toàn bộ thân máy đều làm từ vật liệu inox 304 cao cấp giúp máy hạn chế gỉ sét khi sử dụng lâu dài, thậm chí dễ dàng vệ sinh máy và đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Máy gồm các bộ phận chính, động cơ máy, phễu nhập liệu, đầu nổ và trục nổ, dây dẫn hướng, bảng điều khiển, động cơ giao cắt và bộ giao cắt. Máy hoạt động dựa trên nguyên lý ép đùng, trong quá trình ép áp suất và nhiệt kèm theo sự nghiền nát của nguyên liệu giúp làm chín và tạo cấu trúc thành phẩm. Hình dạng cấu trúc bánh phụ thuộc vào hình dạng đầu bếp phun. Với chiếc máy bên cạnh vi đây sử dụng điện áp 220V 50Hz với động cơ 10HP đảm bảo mới 100%. Vì thế máy hoạt động mạnh mẽ đảm bảo năng suất và hiệu quả hoạt động của máy. Ngoài ra, tại Vina Organic còn cung cấp dòng máy với năng suất 380V, phù hợp cho các đơn vị cơ sở sản xuất yêu cầu sử dụng nguồn điện này. Máy được đội ngũ kỹ sư Vina Organic thiết kế nhỏ gọn nên không chiếm nhiều diện tích trong khu vực sản xuất của bạn. Với dòng máy này rất phù hợp cho các cơ sở kinh doanh từ nhỏ đến lớn. Máy còn được trang bị bộ dao cắt tự động, đảm bảo bánh được cắt liên tục và tạo ra những đoạn bánh ống có kích thước thẳng và đồng đều. Bánh ống sau khi nổ thẳng đều, đẹp mắt. Bánh có độ giòn xốp cao, không bị mềm và có mùi đặc trưng của loại nguyên liệu mà bạn sử dụng. Ngoài ra, phần chân máy được thiết kế thêm đệm cao su giúp mang lại độ đầm và hạn chế rung lắc khi máy đang hoạt động. Chúng ta có thể kể đến một vài chi tiết được thiết kế tỉ mỉ khác của chiếc máy nổ bánh ống gạo của Vina Organic này. Đó chính là phễu cấp liệu có van điều chỉnh lưu lượng giúp kiểm soát được lượng nguyên liệu rơi xuống vực nổ. Các bạn cũng thấy chỉ với một chi tiết vô cùng nhỏ nhưng là một ưu điểm vượt trội của dòng máy nổ bánh ống gạo của Vina Organic so với các dòng máy khác trên thị trường. Đặc biệt, máy nổ bánh ống gạo còn nổ ra dạng các loại nguyên liệu khác nhau như bắp, đậu xanh, gạo lứt, vần, hoặc bạn cũng có thể kết hợp giữa các nguyên liệu khác nhau để tạo nên màu sắc và hương vị đặc trưng của sản phẩm. Đây là một điểm cộng vô cùng lớn vì giúp nhà sản xuất đa dạng sản phẩm, từ đó mở rộng quy mô sản xuất, giúp đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng nhiều hơn. Và các bạn có thấy rằng khi sở hữu chiếc máy này giúp nâng cao hiệu quả sản xuất bánh ống gạo, tối ưu thời gian và chi phí sản xuất rất nhiều đúng không nào? vậy là vi đã giới thiệu cho các bạn về chiếc máy nổ bánh ống gạo của vina organic nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc gì hãy liên hệ về số hotline để được đội ngũ tư vấn của vina organic giải đáp thắc mắc nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại